Mến chào các bạn, xin chào các cô chú anh chị và các bạn, rất vui đã trở lại kênh ha. Hôm nay nhân dịp lễ tạ ơn lễ con gà Tây thì hai vợ chồng mình đi đến Houston. Thì hiện tại bây giờ đang đậu ở Bắc Kinh, Houston. Thì mình vô trong chợ Hồng Kông, Hồng Kông ở Houston. Thì của người Việt Nam mình buôn bán ở trong chợ này nha các bạn. Bây giờ mình đi vô trong cái chợ này coi có cái gì trong đây. Thật ra là ở Hồng Kông mình thường đi lắm nhưng mà mình không có dịp quay. Thì hôm nay sẵn đây mình đi chơi dài lâu thì mình quay cho các bạn xem trong chợ Hồng Kông cho vui ha. Rồi bây giờ mình mời các bạn và hãy cùng vào chợ với mình. Rồi mình đi vô chợ Hồng Kông nè các bạn ơi. Đi vô ha, lấy xe đi vô trong chợ Hồng Kông. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình vô bên trong chợ Hồng Kông ha. Thì bước vô chợ, đi thẳng xuống có nguyên một cái dàn tượng Phật rất là đẹp và dàn bông ở dưới sàn nhà ha, dưới kệ tủ có ông Địa đứng rất là đẹp luôn. Nó có mấy chú mèo đang quắt tay thằng Tài gõ cửa. Sư tử và Phật rất là đẹp. Đây là mình bước vô cửa ha. Rồi mình đi thẳng xuống dưới chỗ bán trái cây. Ở bên trái mình thì có bán xoài, xoài Mễ và xoài của Thái Lan. 13 đồng 99 một thùng. Nó xoài rất là ngon ha. Chưa có Tết nhưng mà đang trưng bông xoài trái cây rất là nhiều. Nhiều loại cây kiển, nhiều loại cây hoa rất là đẹp. Xuống thẳng xuống dưới đây thì anh xã mình đang đứng coi là cây, mua cây về trồng ăn trái đó các bạn. Thật ra trong Hồng Kông này có nhiều loại cây và cũng có nhiều loại trái. Đây là cây quýt. Nhà mình thì định mua những cái cây nào mà mình trồng có cây ăn trái về trồng. Ở đây cũng có cây mẫn cầu, cây na nữa nè các bạn. Mà mình trồng mấy cây rồi đều chết hết, không có sống, mùa đông vô là chết. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục ha. Có cây chanh dây nữa nè. Anh xã mình mua 2 chậu cây chanh dây về nhà trồng để thử coi nó có sống qua mùa đông này không. Rồi bây giờ mình đi xuống hàng bán đồ ăn. Đây là đồ hộp ha, đồ ở trong keo để mình mua về mình sử dụng. Trong chợ Hồng Kông này thì nó lớn lắm các bạn. Mình đi thì không có thời gian cho nên mình quay đại khái những chỗ bán đồ ăn ngon cho các bạn xem cho vui. Chứ thật ra mình quay hết cái chợ thì mất rất là nhiều thời gian. Tại chợ rộng lắm. Đó, đây là gian hàng bán trái cây nè các bạn. Có dưa hấu, bưởi. Chưa có Tết, mùa này thì có dưa hấu là ngon rồi. Có bưởi để trưng bày cho Tết cũng bây giờ cũng có rồi. Cũng còn một tháng mấy nữa Tết thôi nhưng mà đã có đủ rồi trái cây ha. Đu đủ nè. Rồi nó xoài mà có làm xoài xoài tượng nữa các bạn. Nhìn rất là ngon luôn. Nhìn là chảy nước miếng luôn. 8 đồng 99 cent cho một phao. Ở đây là cốc, ổi, ổi xá lị nè. Rất là thơm luôn. Có ổi Florida, khế. Vô hộp hai trái. Rồi ổi thì tính phao nha các bạn. Đó, 3 đồng 99, 2 đồng 29, 4 đồng 59. 4 đồng 59 cho khế đó các bạn. Khế ở đây nó mắc lắm. Nhìn ổi rất là ngon. Mình cũng mua một dĩ ổi về để mình ăn. Và táo tàu. Có trái rượu nữa nè. Rất là tươi, rất là đẹp luôn. Có nhiều loại trái cây lắm các bạn ơi. Qua đây là cái gì mình cũng muốn mua hết á.
mình mua mấy xe luôn á các bạn, để về nhà mình cho một số với mình để mình ăn á, cho cái đi cái mình đi làm á, mình đem đi ăn. Đây cũng có dừa nữa nè, dừa tươi nè, dừa này là dừa của Mỹ chứ không phải của Việt Nam mình nhập qua đâu các bạn. Trái dừa nó xấu xí dễ sợ không. Rồi bây giờ mình đi tiếp theo, cải làm dưa nè, cho Tết nè, rất là tốt, rất là ngon luôn, rất là tươi luôn. 1 đồng 79 cent cho một phao. Cải bẹ xanh, cải làng, cải lùng, đủ loại cải luôn. Cải ngọt vô bịch 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 vậy đó các bạn. Rồi mình tính phao. Cải bẹ xanh, nhiều loại cải lắm. Rồi bây giờ mình đi tiếp tục tham quan cái vườn rau cải, rồi mình đi xuống cái vườn cá thịt tươi nha các bạn. Rồi cùng đi với mình. Mình thấy ở đây có bán ngò rí và rau sống nè, có rau xà lách son rất là tươi, rất là tốt nè. Cái cô này cổ đang lựa nè, ngò rí, hành lá, đủ loại rau luôn các bạn ơi. Vô bịch 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 rất là tốt, rất là tươi luôn, xà lách đồ luôn. Rồi bây giờ mình đi đảo thêm một vòng nữa nha các bạn. Có rau má nè, một rau má nó vô bịch luôn, rất là tươi, rất là tốt luôn. 3 đồng 99 cent cho một phao. Đó. Có rau muống luôn. Công nhận ở tiểu bang Houston này, vô chợ Hồng Kông là cái gì cũng có hết đó các bạn, không có thiếu. Không có giống như cái chỗ mình ở đâu. Chỗ mình ở thì chỉ có ngày thứ năm, tùy theo chợ, ngày thứ năm, thứ tư, thứ ba mới đem hàng về cho mình mua một lần thôi. Gừng tốt ơi là tốt luôn nè các bạn, tươi ơi là tươi luôn. Mình cũng mua một bịch về nè, để mình làm mứt cho Tết nè. Đủ loại rau ha. Đi cả buổi rồi mà chưa hết cái dàn rau với trái cây đó các bạn nha. Nhìn bưởi nè. Wow, nhìn nguyên một cái dàn bưởi là thấy Tết đến rồi. Tết là mình có dịp mình lên đây mình mua trái cây tươi, mình về mình trưng Tết cho trên bàn thờ cho 3 ngày Tết nè. Rất là tốt, rất là tươi luôn. Bưởi không à các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đi xuống cái hàng bán đồ khô. Rồi ở bên tay phải mình sẽ có một cái dàn bán cá tươi, tôm tươi, nghêu, ốc, sò, đều có đủ hết. Cá thấy to mà bự dễ sợ không các bạn. Rồi mình đi dàn xuống dàn cá nè, hết dàn cá rồi tới dàn ốc nghêu, rồi mới tới dàn thịt. Thật ra cái video này mình quay hôm lễ tạ ơn, lễ Thanksgiving thì mình không có dịp mình đăng lên. Hôm nay mình mới rảnh để mình cắt ghép video để mình đăng lên. Rồi mình đi tham quan cái chợ Hồng Kông xong thì mình sẽ đi qua cái chợ Chồm Hổm của người Việt Nam mình, nhóm chợ bán ngoài trời nha các bạn. Chợ Chồm Hổm này như thế nào thì mình mời các bạn cùng theo dõi ha. Theo dõi với mình để cho biết được cái cách thức của người Việt Nam, đồng bào Việt Nam mình buôn bán ở ngoài trời trong lúc mùa lạnh lẽo này như thế nào nha các bạn. Các bạn hãy đón xem và coi hết cái video ha, để ủng hộ tinh thần cho những người Việt Nam sống tại Mỹ, và cũng ủng hộ kênh của mình càng ngày càng phát triển mạnh hơn, và mình có động lực để mình đi khám phá nhiều nơi, nhiều chỗ cho các bạn xem cho vui. Rồi bây giờ mình tham quan trong cái chợ Hồng Kông này đã kết thúc. Rồi bây giờ mình hẹn gặp lại các bạn đi coi cái chợ Chồm Hổm nó như thế nào nha. Rồi mình đi thôi các bạn. Cảm
Cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng với mình vô chợ Hồng Kông ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp theo là đi tới chợ Chồm Hổm người Việt Nam mình buôn bán ở ngoài trời nha các bạn. Xin mời. Hello, hello, mến chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ ba là của gia đình mình đi Houston chơi. Thì sáng nay mình từ hotel mình chạy tới chợ Hồng Kông để mua chút đồ để đi về. Thì mình có thấy là chợ Chồm Hổm Houston có chợ, có mấy bác, mấy cô, mấy chú đang dọn hàng ra bán chợ Chồm Hổm. Thì hồi nào giờ mình không biết, thì vô tình mình chạy ngang qua mình thấy. Chứ bây giờ mình mời các bạn cùng tham quan chợ Chồm Hổm Houston như thế nào và cô chú dọn hàng bán như thế nào nha các bạn. Các bạn hãy cùng theo dõi ha. Các bạn nào có đi đến Houston thì nhớ đến chợ Chồm Hổm để tham quan ha. Thấy cũng vui đúng không các bạn? Mấy bác, mấy cô, mấy chú dọn hàng ra bán rất là sớm, giống như ở Việt Nam vậy đó. Rồi bây giờ bán như thế nào, dọn hàng như thế nào, mời các bạn cùng xem ha. Rồi xin mời. Thấy có cái chú chạy xe đạp rồi các bạn. Rồi đây là những cửa hàng, cửa hàng bán đồ chợ Houston nè. Ở đây anh này bông đang lan Việt Nam chị dọn đây, hàng bánh bông lan ha. Đây, bánh ít, bánh tét, cơm rượu. Ở nhà tự làm đó hả? Dạ tự và xã tự làm chị. Wow, làm ngon hôm qua quá ha. Chị. Đây là bánh tét, bánh ú, bánh ít, cơm rượu ở nhà tại bà xã làm. Bánh này 5 đồng chị. Rất là ngon ha. Dạ, bánh rồi, nướng. Em đi một vòng là em quay lại bánh ha. Ít. Dạ. Ở đây là chị này chỉ đang dọn hàng bán cá. Tôm khô. Chị ơi, tôm khô như một bịch vậy chị ơi. Mua đi chị. Dạ. Đây 26 bạn 25 mở hàng chị nè. Dạ. Đây là cái tôm khô của Lucina. Dạ, tôm khô của Lucina nè, chị chạy lên đây chị bán, chị lấy hàng trên đây chị bán. Cá thu. Cá mực. Coi như là đồ của Việt Nam mình đi cào ha. Đó. Rồi một hồi nữa em quay lại em mua một bịch đó chị ha. Mua ủng hộ em đi, mua mở hàng đi chị. Rồi ok, lấy em một bịch luôn, mở hàng cho chị luôn. Dạ. Cho nó may mắn nha. Vừa mới lấy xong. Đây. Đây cái cô này có bán xả nè. Xả cũng là tôm khô luôn. Dạ. Em đi chị. Dạ em để em quay cái chút xíu cái em quay lại em coi em có ủng hộ được gì không. Bán bánh mía rồi luôn, tôm khô. Đó, có rau cải, bí. Cây nhà lá dường ở Houston ha. Rồi, ở đây là độc lan, chuối. Cũng là cây nhà lá dường luôn. Đi tiếp theo. Ở đây là chợ xôi chè Đức Phương ha. Rồi Đức Phương thạch chè. Đó. Ở đây thì lên xe. Ở đây mình vô đây mình mua chè, mua đồ luôn ở trong cái chợ này. Rồi nó là Asian Caroline. Này tôm tươi. Anh tiệm của em chị gái. Tôm tươi. Tôm bự quá. Tôm khô luôn. Nhiều tôm khô ha. Còn cô chú này dọn hàng bán mướp, củ qua, ớt, mùng tơi, chanh, đồ tươi. Cô này bán sâm. Đủ quê hả? Dạ, đủ thứ luôn ha. Đây giống như chợ mình Việt Nam, chợ nhà quê, thí dụ vậy đó. Dạ. Chồm Hổm. Dạ. Ở em ở đâu tới vậy? Dạ, em ở Lucia nè. À, Lucia nè. Dạ. Em ở La Fayette. Ờ, đi chơi. Em xuống đi du lịch rồi chiều nay em về. Nè, anh em đi tới đây quay cho bà con đồ ở dưới Lucia nè. Với người Việt Nam được. Thấy con nó nhỏ buổi sáng. Em... Bây giờ chợ càng lúc càng đông rồi các bạn. Đó. Cũng rau cải mướp rồi ha. Mua rau cua chị. Rau cải mướp, rau cần. Mấy cô ngại, mấy cô không có thích lên màn ảnh. Đó, mình chỉ quay lại thấy cái chợ Chồm Hổm này cho các bạn xem ha. Bán thịt heo.
bán rau cải, đủ thứ rau cải luôn. Mà đem tắt đi gọi lại nha, bây giờ cái điện thoại nó chuyên bán cây kiển rồi luôn. Rồi đại khái là cái chợ Chồng Hộm nó bán như vậy đó. Hôm nay trời hơi bị mưa nhưng cũng không có nhiều người, nhưng mà hình như chưa tới giờ hay sao á, một chút nữa đông lắm á các bạn. Rồi bây giờ mình vô cái chợ bán chè, chợ Đức Phương nha các bạn. Có bán đủ loại bánh, loại chè, mà giò chéo quẩy, bánh tiêu, rồi cơm, nhiều loại bánh lắm các bạn. Cái tên tiệm là Đức Phương á, chè Đức Phương, thì ngay cái chỗ chợ Chồng Hổm luôn á. Có bán bánh gai, bánh còng, bánh cam, đủ loại bánh luôn. Nhìn thấy là thèm, là chảy nước miếng các bạn ơi, là muốn mua ngay để ăn, để thưởng thức những món thuần túy của Việt Nam mình, ở tại Mỹ sản xuất ra những chiếc bánh, những cái bánh không có thua kém gì ở Việt Nam. Thì đây là chợ chè Đức Phương, có bán bánh kẹp luôn nè các bạn. Mình rất là thích bánh kẹp. Qua bên đây là cái dàn xôi, đủ loại xôi luôn, đủ màu luôn. Xôi gấc, xôi thập cẩm, lá dứa, xôi sầu riêng. Nói tóm lại là đủ loại xôi, xôi gì cũng có hết đó các bạn. Nhìn thấy ham quá, nhìn thấy thèm quá các bạn ơi. Mình qua tới đây Houston á, là đúng là cái chỗ ăn chơi, chỗ mua sắm ha. Đủ loại đồ luôn, đủ loại bánh trái luôn. Có cả bánh bao, bánh tầm, bánh bông lan, rồi bánh bột lọc. Nói chung là bánh mà ăn giặt, ăn hàng của phụ nữ mình là đủ hết luôn, không có thiếu cái gì luôn. Qua một cái hàng chè nữa nè. Chè thì cũng đủ loại luôn. Chè thân, chè bà ba, chè coi như là chè xôi nước, nó chè bột bán, coi như là chè xôi là đủ loại luôn. Rồi ở bên đây hàng tiếp theo là bánh bao, bánh bò, mại dơ. Đây là chả lụa Đức Phương à các bạn. Bạn hãy tới chợ Chợ Mộng bánh này mua chả lụa ha anh em. Cái Đức Phương này nổi tiếng ngon. Bánh tét chuối, bánh ít, ít dừa, bánh chả lụa chưa có ra, chưa có ra lò. Chả lụa rất là nổi tiếng ngon lắm. Đây nè các bạn, có hai anh lính. Thì cái quân binh nó có hai anh lính ở ngoài đường, là đường Bel Air, từ Hồng Kông chạy tới đây chừng 2 phút rồi các bạn. Đó. Ở đây là cái xung quanh chợ Chồng Hổm ha, cũng có nhiều shop chợ Việt Nam mình buôn bán lắm. Đây, mình quay cận cảnh cho các bạn xem ha, để nắm rõ cái địa chỉ và cái chợ Chồng Hổm ha. Đó là Đức Phương Thạch Chè. Các bạn gõ vô Google lấy cái tên của Đức Phương Thạch Chè cũng ra cái địa chỉ chợ Chồng Hổm này ha. Hoặc là Coffee Noodle là cái tên ngay cái nhà hàng. Mình cũng gõ vô cái tên đó mà mình không đi đến đây được. Hoặc là Đức Phương Giò Chả. Rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu ra xem. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại.